Tiếp theo là các thông tin về hợp tác y tế. Từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 3 năm 2016, hơn 60 bệnh nhân sẽ được thực hiện chương trình phẫu thuật chỉnh hình từ thiện mang tên Chắp cánh ước mơ 2016. Đây là chương trình hợp tác trao đổi chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tại Hà Nội và các chuyên gia y tế đến từ Hoa Kỳ. Cụ thể, từ 5 đến 19 tháng 3, tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Ba Đình, Hà Nội, chương trình dự kiến tiến hành thăm khám và phẫu thuật miễn phí cho hơn 60 ca với các trường hợp dị tật như đầu, mặt, cổ, khuyết thiếu tai, hở môi là những bệnh nhân đã hoàn thiện hồ sơ và đủ điều kiện làm giải phẫu. Sau đó, bệnh viện cùng các chuyên gia y tế đến từ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chăm sóc hồi sức sau phẫu thuật tùy theo từng ca bệnh từ 1 đến 2 tháng. Chương trình mong muốn đem lại cho các bệnh nhân một diện mạo hoàn chỉnh, có một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chương trình cũng ưu tiên cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cũng cho biết, trong vài năm trở lại đây, chương trình Chắp cánh ước mơ đã hợp tác với các tổ chức quốc tế như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Anh để phẫu thuật và thăm khám từ thiện cho bệnh nhi nghèo ở Việt Nam.